Ngày 17 tháng 2, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Quốc, 21 tuổi, ngụ khu phố Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng về hành vi giết người. Nạn nhân chính là mẹ ruột của đối tượng là bà NTC, 39 tuổi, sống chung nhà. Chiều 17 tháng 2, công an thị xã Trảng Bàng tiếp nhận tin báo trên địa bàn vừa xảy ra vụ giết người tại khu phố Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng. Công an thị xã phối hợp cùng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ đến ngay hiện trường tiến hành điều tra làm rõ. Nội dung vụ việc xảy ra lúc 14 giờ cùng ngày, chị NTC và đối tượng Nguyễn Hữu Quốc đã xảy ra tranh cãi về việc đối tượng Quốc thường xuyên sử dụng trái phép chất ma túy. Bị mẹ la mắng, Quốc tấn công bà C, Quốc lấy một thanh sắt đánh liên tiếp vào vùng đầu, trán, rồi tiếp tục lấy một cái lưỡi liềm chém bà C, dùng kéo đâm cho đến khi nạn nhân tử vong. Sau khi sát hại mẹ ruột, Quốc tự gây thương tích cho mình ở đầu và tay của mình. Một giờ sau, chồng bà C là ông NTT đi làm về, phát hiện sự việc, nên báo cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Quốc đã thừa nhận hành vi sát hại mẹ ruột của mình. Hiện vụ việc, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an Tây Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ.